Audio Jungle. Nó cứ lên thẳng nhà vậy, thì mình bấm đi để cho nó vươn ra. Đó, cứ vậy nó tự tự như cà cứ đâm vô hay là đâm ngược lên thì mình có nghĩa là cho nó ra tán đấy. Cho nó ra tán. Chứ không cho đứng lên, cho không thẳng lên trời. Dạ. Tóm lại là vậy. Còn như anh Phai như cành này là rộp quá này nha anh. Một này, hai này, ba cành rồi này. Nó là bốn cành, nó quá phí, mình không cần thiết phải để. Rồi anh cắt thì cái này nó vươn ra nữa là vừa. Đó là bắt đầu cái này là mình sẽ tạo tán đó. Bố cây này nó vươn ra nữa là vừa ý. Rồi chắc bây giờ thì nó muộn, nhưng mà sau này nó cũng thời gian sau đã 2-3 cây đọt nó cũng vươn ra lại bình thường à. Rồi anh để bị xích nó chết giờ cành trồi nó cầm 7 không. Nó không y như ý mình luôn. Những cây nào bị bộ tích hút rồi nó tây phục rồi nó bắt đầu nào tắt hết đúng không? Nó là đu rồi chắc thì cho ra cái ngọn mới đi. Nó đu rồi. Một cây này giờ có để khoảng bao nhiêu trái như cây này? Như này nó 40-50 quả thôi. 40-50 quả. Yếu mà. Được. 30 cũng được. Cây nào yếu quá do mình làm cành mình tạo tán luôn. Cái này tính ra là mất có 2 năm. 2016, 2018, 2 năm. Không, cái này tính ra là sớm đó. Nếu mà cho ăn trái là hơi sớm đó nha. Không nên. 2 năm mà. Những cây bự em mới chỉ anh làm quả. Mình muốn ăn thì chơi luôn, mà ăn thì ăn cũng được thôi chứ sao đâu. Không, năm nay em cây to như thế này thì to như thế này cũng tạm tạm đấy chứ không phải to lắm. Tạm thôi. Tạm thôi. Còn cây nhỏ là không quá. Cây nhỏ là năm nay chăm rồi sang năm không? Đúng rồi. Nên những cái cây nhỏ chặt nữa mình tới đó mình tạo tán cho nên dễ. Để sang năm là tán trước rồi mình ở đây. Vì nó mà đã ra trái rồi là cây bắt đầu nó tụt, nó không. Đúng rồi, chính xác. Cây một khi mình tạo một lần rồi mà cây nó đã ra trái thì cây nó sẽ cứ duy trì cái hình thể đó hồi à. Chứ nó không có phát triển một cái năm nó chỉ ra được 2 đợt chứ mấy anh nhỉ. Dạ. Hai quả đồng thì 2 đợt thôi, nếu mà nhanh. Nó đâu có đi đọt lúc khi còn như khi còn cơ nữa đâu. Nó chỉ mình đã tạo là nó bắt đầu nó cầm chừng lại liền. Cái bơ này nếu mà quả to nhất được khoảng được bao nhiêu ký anh? 7 lạng. 7 lạng. 7 lạng 8 lạng. Tùy giống thôi nha. Có giống có 2-3 lạng tùy giống mình mua á. Năm ngoái của anh có ra trái đâu, trái mấy lạng? Có trái từ 3 lạng đến 6 lạng. Này cũng được. 3 lạng 6 lạng. Quả có được cái đó tầm khoảng 4 lạng đến 5 lạng. Thì bơ này lại nó đặc ruột cho nên là nó cũng nặng. Đặc ruột. Nhìn nó nhỏ nhỏ nhưng mà nó nặng. Cơm dày. Còn như bơ thường quả to đúng thế này mới được có năm lạng. Đúng rồi. Này đều trái nữa. Anh giờ rút kinh nghiệm không có để cái tình trạng bị xích chết như thế này nữa nha anh. Vâng. Chết như thế này là hư hết cành, hư hết tán, hư hết bơ của mình. Nói chung là làm hôm nay anh thì mây mò đó, nhưng có người chỉ cho nó khác hơn là mây mò. Con chạy vào đi. Đấy, cây anh cắt bây giờ thoáng không? Đều tàn.
bộ xít nó chết từ đâu mà không hình dung ra được cái gì là cái gì. Thường thường á, sau này những cái đọt ở trên nó như nãy mới vừa cái xong, cái đó là cái yếu tố quyết định là cây thông thoáng nhất. Chân chắc ở đó là cây mình sẽ thông thoáng đầy đủ, ánh sáng nó phân bố đều được cái cây. Rồi những cái đầu đọt mà dính lên như hồi nãy mà con nó hay nói với cô á, mình cắt thì nó sẽ ấy đi cái ánh sáng buổi sáng nó cũng chiếu được, buổi chiều nó cũng chiếu vô được, nó không có bị chia khúc gì hết, nó có ánh sáng sáng là thoáng rồi, nó không bị xì thân hối thân nữa. Nó cao tầm nào thì bấm đọt đó. Con nói với cô là cỡ tầm này là mình hạn chế đọt được rồi, tại vì cây này á, cô bấm cái đọt này thì nó vung cái đọt khác lên. 2m7. Đó, chứ không phải là cô bấm là nó cứ nó đứng lại nó không có lên nữa. Cứ cô bấm rồi thì bấm cái chỗ này thì nó nứt cái đọt kia, cái cành kia nó sẽ nứt lên thành cái đọt mới. Là nó cứ ngày một đi lên, chứ không phải ngày một nó đi xuống. Cứ tầm hơn 2m là bấm được rồi chứ hả? Bấm được rồi, thứ nhất là mình dễ xử lý được tất cả mọi cái vấn đề. Thuốc men phân bón mình phun rất là tiện. Chứ còn mình để nó cao sau này á, cao khó xử lý cho mình đủ mọi mặt hết này, phun thuốc này, thu hoạch này, rồi cành trồi xử lý nữa, nói chung nó sẽ khó cho mình nhiều thứ lắm. Nên cứ tầm này là bắt đầu mình xử lý, sau khi nó bung đều rồi á thì cây nó tự có cái tán y như mình mong muốn á. Do anh nhưng mà bây giờ nếu cây nào mà cho quả thì lại nào với bã thêm kali đúng không? Cần đúng rồi. Không cho quả là mình không cần. Không cần đúng. Không em ơi. Con đang ở trên vườn bơ bố. Nào không ai hả bố? Rồi. Này thì nó muốn làm nhỉ? Vâng. Có này này là cảm ơn các bạn. Rồi. Rồi. Vào trước anh làm sao anh để nó chết bây giờ coi. Để cành vậy có đâu, cái anh để như thế này thấy đâu có tác dụng gì đâu anh không? Không có tác dụng gì hết. Đó, mình che cái những cái cành này nó ra. À giờ anh chắc cái cành này nó đi ra, những mờ cành những cái tay này nó sẽ xuống. Cái này là giờ một tiểu lần này đúng không? Nhưng sang năm cây này nó lại ra quả đúng không? Nó tạo tán lại y như thế này nữa. Hay là sang năm mình sẽ tạo cái cách cái kiểu nó sẽ đơn giản hơn, là những cái đầu đọt mình cắt đây này hoặc là những cái đầu đọt trên kia mình sẽ không cắt sâu như bây giờ nữa, mình chỉ cắt rất là ngắn, mình cắt cỡ chừng 2-30 phân để thứ nhất cái vấn đề chủ yếu là ánh sáng nó vào được bên trong, mình không có cắt sâu nữa, mình chủ yếu là mình tạo để cho ánh sáng xuống đó. Như cái đọt kia là hồi nãy em cắt tới 40-50 phân, nhưng mà sang năm khi mà đã có trái rồi á là tất cả cái cành này nó sẽ đứng lại thì lá nó sẽ nhỏ thì cành nó sẽ lá nhỏ thì nó, tất nhiên cây nó sẽ tự thoáng, ánh sáng nó sẽ phân bố được đều hơn. Và những cái đầu đọt đó mình sẽ không cắt nhiều nữa, chỉ cắt ngắn thôi để cho nó tập trung, nó nuôi dinh dưỡng những cái cành mà thiết yếu. Cái đọt nào nó xấu quá với này nó bị mọ xít, nó xích quá rồi mình tắt đúng không? Rồi để xuống đây rồi xong cây này để em chỉ sâu qua là em xuống anh chỉ, em chỉ cái cây mà anh muốn mới vừa hỏi xong để em xuống em nói cụ thể cho anh biết. Vì chưa làm bơ bây giờ xong rồi vừa cắt vừa sợ ấy. Nên giờ em cắt em cũng sợ mà. Tiếc. em sợ anh tiếc á. Ở đi xuống cái cây đây. Xuống cây đây em nói cho anh cái chẳng hạn đơn giản như cây đây nè. Cây đây là đang có hiện tượng làm ho nè, thấy không? Tất cả các cành đều làm ho. Lá nó sẽ tự động nhỏ đi. Và cành tự thưa ra. Là ánh sáng cái cây này phân bố rất là đều nè. Đó giờ những cái đọt mình sẽ cắt là sẽ cắt cái hàng cái đọt đây nó hơi bậy quá thì mình sẽ cắt bỏ bớt bậy này. Đó những cái đọt đây mình sẽ cắt như thế này, nó nghĩnh lên nhiều quá đó, mình sẽ chưa lại những cái lớp này, đó tất cả những cái lớp này mình chưa lại này. Cái này bị bệnh đó nha anh,
Thì xì gốc mà, xì bên đây nè. Nhớ phải quét cây em nha. Đây đây đây. Xì bên đây nè. Đây nè. Nhớ cạo em nha. Cạo đây nè, ó đây nè. Như nãy em hướng dẫn á. Quét làm bớt á. Đang bị xì á. Bung hết cỏ luôn. Rồi. Đó, như còn cái cành hai cũng giống như cây cà này, cành này không cần thiết là mình không để nha cô này, nó nằm ở trong nó rợp trong. Càng để sau này nó càng rợp và nó sẽ cứ rợp chừng nào là nó chết càng nhiều. Có những cái cành vượt lên như thế này là không có nên để làm gì hết. Có tất cả còn những cành còn lại là để nha, không bấm nữa, chỉ những cành yếu đuối quá thôi. Tại vì ăn xong thì mình cũng sẽ tỉa sơ qua một lần, có trái xong là mình sẽ tỉa sơ qua một lần nữa. Đây này, con này vào anh hướng dẫn nha con này. Con cô đó hả? Ừ. Nhưng mà cái lúc mà nó ra hoa đúng không? Ra hoa không, cây ra hoa nó không được đều cây ấy. Lúc mà bắt đầu... Tại vì nó không đều quá. Nó không đều cây sao? Do mình không có xử lý bên thuốc men. Phải chặn đọt nữa. Anh muốn cho nó đều thì mình phải xử lý bên cái thuốc men nó mới đều, nó mới đông lọt được chứ. Còn cành thì nó sẽ dinh dưỡng, nó sẽ hấp thụ khô không đều. Chỗ này lúc tốt. Mà hoa không đồng ngọt, nó không được tưới, đấy, nó không đồng ngọt nữa. Tưới. Tất nhiên là không thể nào nó đều được. Nhưng mà mình phải cứu thụ nó được 60% là đều. Là nó nở được 60% á. Thế là không tưới nữa mà. Có nghĩa là hiện giờ bây giờ là không tưới nha cô. Đi là có hộ ra đến lúc ra hoa không tưới nữa mà. Không, khi mình ra hoa buộc phải tưới, có nụ vậy là mình phải tưới. À, có nụ là tưới hả cháu? Đúng rồi, cho nó nở, như cà á cô à. Rồi, rồi, đấy. Cái này nó chưa đều, cái này bông ra. Thế là giờ thì không tưới, nhưng có nụ là phải tưới. Đúng rồi. Đó, tí nữa vào nhà rồi con hướng dẫn cho. Đúng rồi, bấm cái đọt lên cho nó thoáng. Anh cứ đi xem rồi, anh xem đi. Ồ, tí nữa hướng dẫn cho bạn. Đi, xong đi, anh hướng dẫn cho. Xuống cái cày huyện dưới đi, chỗ cái xa ra hoa này, nhiều anh ơi. À cái đây là tạo tán thôi, còn nước nữa này là thuốc mới có cái nước nó về phải hư phổi. Đang quay. Có cái hạt như cây đây này, thấy không? Đọt nó tự, nó chuẩn bị làm hoa, nó tự già nè, lá tự nhỏ lại này. Cành một phần thì anh cũng đã kết sơ qua rồi ạ. Như cây này là tương đối cơ bản. Sau này nó có trái, nó bắt đầu nó cho mình trái, cho mình ra hoa là tất cả các cây nó đều có hiện tượng như thế này hết, tự thón, tự thưa ra. Và mà khi đó anh đã làm một sơ những cành tâm trong này rồi đó, thì mình không cần thiết cắt những cái đầu đọt nhiều nữa. Đó, như cây này thì mình không cần cắt nhiều nữa nha. Đó, nhưng cây này nó tương đối cơ bản, nếu có cắt thì cắt cái đọt này thôi, cắt cả chừng 15 đến 20 phân cho lại thôi. Đó, cắt ngay cái chán đó. Những cành đầy, những cái đọt vươn lên thì mình sẽ cắt như thế này thôi, tại vì những cái đọt này chưa ra hoa. Nếu nó ra hoa thì mình cũng không cần thiết phải cắt. Thì nó có cái phương án xử lý nó nhiều theo tùy theo cái giai đoạn tạo tán với giai đoạn làm hoa nó sẽ khác nhau. Cái này có cần cắt không cho đây? Cái này mình sẽ chọn cành, mình chưa lại. Đó, như thế này thì cây này nó sẽ để như vậy luôn á, thì nó sẽ che khuất cái tầm ở trong này. Nên xử lý luôn. À, theo anh thì anh xử lý tại chỗ nào? Hợp lý không? Chỗ này. Chỗ nào? Chỗ này. Chỗ đấy xử lý có tác dụng gì? Thứ nhất chỗ đây đâu còn cành nào nữa đâu, anh xử lý như đó. Đây đây. Anh cưa luôn ở dưới. Cưa luôn dưới này hả? Đúng. Tại vì dưới này nó mới có cành, anh cưa ngay đây thì đâu có cành gì đâu nữa mà anh chừa. Thứ nhất. Theo nghĩ là các cành đây nó còn khoảng cành đây đúng không? Nhưng mà cành đây thì nó lại. Nó cũng như nhau. Như nhau à? Như nhau thì đúng anh không? Anh để thì nó mới ra những, anh cắt cái này thì những cành này nó mới ra chứ. Ra. À. Nếu không ra. Đó là em ấy, anh để cho anh tự mai mốt những cái cành như thế này anh tự xử lý, chứ còn em thì em cắt rồi, em hỏi anh thử để anh có xử lý được không á. Đó. Đó anh thấy có gì thay đổi không? Cũng như nhau, cành này thì ra, cành trên này thì nó ra, cành này không có ho nổi luôn, cành này sẽ đi đọt suốt. Đó là hiện tượng này em mới hỏi em vừa xong, tại sao là cây này cứ nó đi đọt mà nó không ra ho, tất cả làm ho hết rồi còn mình nó sung nhất đi đọt tiếp. Đó, cái đọt này thì thích thì cắt, không thích thì chừa. Đó thì cây này là sắp đang ra hoa đấy. Cái này là chuẩn bị làm hoa. À. Đây tất cả cái hiện tượng là nảy sinh hiện tượng hoa. Nói như cây này là mình không có cắt nhiều nha. Nếu mà hoa đồng loạt khoảng 60% đúng không? Là quan trọng là nó xịt thuốc và tưới. Đúng. Nhưng mà cái cây mà lúc nó hoa nó chưa già chẳng hạn đúng không? Và hoa phải đá đó đâu anh. Không phải đó hả? Không phải trình 10.
Thôi bờ lại bờ thường á. Xong nó lẫn nặng vào đây được. Cũng 45.000 cây đấy. Rồi. Bây giờ cái nhỏ này, cái nhỏ là thứ nhất là mình không ăn trái. Thì mình sẽ đi thoải mái tự nhiên. Đúng không? Rồi, và đó là những cái cành này là không ăn trái đúng không? Cái nào không ăn trái. Đó mình sẽ chắc tự nhiên. Là nó còn non quá không cho ăn trái rồi không đó. Chưa đủ tuổi rồi. Mới có 2 năm mà. Thì nó cũng cơ bản cành thì mình cũng chắc tựa như những cái cành kia. Mình tạo tán mà, mình sẽ đưa cái tán nó đi ra. Có cái cành này thì là anh thấy không? Cành này có cần thiết không? Mình không ăn trái nha, mình không có lấy trái lấy hoa gì hết á. Anh cứ để bình thường, anh thấy cành này nó có cần thiết không? Cho nó ra, cho nó ra. Cành đây là một là cắt ở dưới đây, hai cắt trên đây. Đúng không? Cành nào đâu anh? Cành đây. Cành đó không? Chỉ cắt ra chỗ đại thôi. Tại vì á, cái cây này nó đi hai cơ đọt. Nếu cái này đi hai cơ đọt, anh hình dung này, hai cơ đọt. Tại đây. Đó, cành này nãy chưa lại nó có tác dụng gì không? Sẵn tác dụng. Thì hai cơ đọt, anh cứ hình dung mỗi cái cơ đọt của anh nó đi như thế nào. Đó, anh sẽ cho nó phát triển như thế nào là anh tự hình dung ra. Cành này nãy nó nằm nguyên như thế này. Hai cơ đọt nãy ra ngoài này. Cây này vô tác dụng. Thì những cái đọt này thì cũng vậy, tương tự thì xử lý, mình sẽ xử lý sơ đi. Cho nó phát triển ở bên ngoài. Mấy cành này không ăn trái, không cần thiết gì, cứ không để. Thả ra đây nè, thử anh. Cành này thì cứ để đi, tại vì cái này biết sao không? Sau khi ra này thì những cái cành này nó sẽ thấp xuống lại. Nếu giờ mình cắt thì những cành này thấp quá. Thì mình tạm thời cắt những cành thấp ở dưới đi. Thường thường anh Tạo, em nói anh Tạo thì anh đừng nên để cái cành trong này nữa nha. Anh để những cành ngoài này nè, anh cắt á. Chẳng hạn như ví dụ như cái cành này, ví dụ như cành này, mình cắt á là mình phải cắt bỏ cành này đi. Anh cắt đi, anh chừa cành này cái nó đâm vô lại. À, như đây, anh cắt cái chỗ này thì đâu có tác dụng gì đâu. Đâm vô lại, nó đâm vô lại. Thôi cắt dưới này đi, cho nó thoáng, cho nó ra. Đó, à, tự nhiên anh cắt ở dưới này anh đã chừa cành rồi, anh chừa dưới đây cành gì nữa, dưới đây cành nữa. Bỏ. Còn ở trong này thì đã có cành này rồi, cành này để chi nữa. Bỏ luôn. Chưa đấu nhau là cắt. Thì mình tự hình dung chứ. Còn giờ lần này, em nói qua giờ này, chắc lần này anh cơ bản anh nắm được rồi chứ. Cà đây nữa thôi nha. Cho anh tự cắt á. Anh cắt của em bên em sửa. Không, cà này hơi quá. Rồi cắt xuống ra được. Có những cái cành này nè. Anh để ý nha, nó đã có cái cành mẹ và cành chủ. Nó đâu có cái tác dụng gì đâu để chi, cắt luôn. Trên này thì bây giờ nếu để cành này thì cành này đâu có bung ra được. Bỏ luôn. Bỏ luôn, đó, xuống tới đây luôn. Đó là những cái này. Đi hai cửa đọt em nói anh là tới ngoài này và nó phủ kín lại liền. Nên sáng năm mình sẽ tỉ sơ một lần nữa. Rồi tiếp tục cái cành hồi nãy em mới nói anh là đừng để cành này vô thì giờ bỏ đi. Bỏ nè. Bỏ này, cho nó ra này. Đó, cái đầu đọt này thì bây giờ nó đã chưa phát triển nhiều thì mình cắt sơ thôi, bấm sơ thôi. Đó, bấm nhiều thôi. Để cho nó vươn ra. Tiếp tục. Cái này bị mọt rồi. Hồi anh cắt thấp xuống xíu nữa được. Anh cắt ở trên nó cũng hơi cao. Cắt để bên này nó ra nữa là vừa. Nói chung em nói anh là nó cứ giang tay hồi á, chứ không có đứng lại đâu. Những cái đậu đọt này giờ bắt đầu đưa cho nó ra này. Tại trong là có rồi đó. Anh hình dung nha. Sau này những cái đọt này nó tập trung dinh dưỡng, nó lớn lên nó sẽ thành cái đọt này. Đó. Thì bây giờ mình làm rồi mình sẽ để ý những cái gì mà em cắt đó, em nói cụ thể đó, rồi anh sẽ để ý hoặc là phát triển như thế nào, rồi anh nắm được cái kinh nghiệm đó, bắt đầu để lứa tới hoặc là lứa đọt tới đó, anh tự xử lý nó dễ hơn. Tại vì em nắm thì em nói, em vừa cắt em vừa nói thì anh sẽ tự hình dung. Em đó, anh hình dung là bắt đầu anh để ý
ghi nhận lại để coi thử sau này những cái đọt đó nó đi như vậy, cái đó có đúng hay sai. Rồi bắt đầu mình tự nắm bắt được kỹ thuật là mình tự xử lý luôn. Cái này cắt xong mà còn hai lứa đọt thì nó chùm hết luôn rồi. Hai lứa đọt là chùm lại luôn. Ở giờ mà không ăn trái thì những cành tây này mình không cần thiết phải để nữa. Thì anh không phát. Rồi. Không ăn trái mà. Không ăn trái. Thì bỏ đi. Những cây không ăn trái là vẫn bón NPK bình thường. Rồi, bón bình thường. Chứ không bón kali nữa. Đúng rồi. Bón cho NPK là cho nó tốt. Nếu anh để luôn là nó đi hai lứa đọt ra nó rợp nữa, rồi mắc công cắt nữa. Giờ cắt luôn để cho nó nuôi tập trung dinh dưỡng nuôi những cái khác. Không để. Anh thấy hồi trước anh cắt này, anh cắt cái đọt chính nó rồi không? Chứ anh cắt cái đây chắc cỡ tháng 2 tháng gì rồi. Những cái đọt anh cắt này. Không, nó đẩy lên nó nuôi lại những cái đọt đây chứ. Kiến lại mấy đó ra cái nhà này. Anh cắt cái nó đẩy lên nuôi những cái đọt kia nó kiến lại. Anh giả là anh nhìn thấy là cái gì đâu. Ở trong này thì cũng không cần thiết phải để nhiều. Tạo tán mà, lỏng, không ngại. Tỉa cần để ra kho mà lúc đó mình mới ngại. Mình cắt nhiều quá thì nói chung nó sẽ hơi sót. Còn tạo tán thì hết cái lứa đọt này thì nó tới lứa đọt khác. Nói chung cũng cắt mà phải cũng còn để cành tây nha. Cắt nhiều quá cây nó đuối sức, nó mất sức á. Tại vì nó không có khả năng quang hợp nè, hấp thụ dinh dưỡng nè, thoát hơi nước nè, là cây nó tự đuối á. Mình cắt cũng phải canh chứ đừng bị cắt tù lũi không còn cái gì hết, là không ai chịu rồi nha. Giống như cây trà đây mà cắt tù lũi là đuối liền như đâu, có phân cỡ nào vô vẫn đuối. Phải đi lại một cái lứa cành mới nữa. Cành này là cũng bỏ rồi, không phải thiết luôn. Rút đi. Có những cây, cái cây dưới kia kìa. Một pha nó chùm lên luôn, bên dưới không có luôn. Đấy, như cây kia kìa. Đó, đó hồi đó anh thực phải xử lý được. Đó, cơ bản. Thay nào cũng bị bỏ xích chết hết rồi nè. Anh vô xem, trong xem bên em làm không? Anh sẽ vô anh lựa chọn những cái cành nào cảm thấy nó không đủ khả năng đó, thì mình cắt. Chẳng hạn như đây này, những cành không đủ khả năng như thế này á thì mình mới cắt. Còn những cái cành như ở vùng này nó đủ khả năng nó nuôi trái đậu trái được thì mình vẫn để sau này khi mà nó không được đó thì mình sẽ làm tiếp một lượt hai. Chứ còn anh mà sử dụng cách anh cắt luôn thì những cái đó nó vẫn là trái thì sao. Còn những cái đầu đọt như thế này á, mình không cần phải để cho nó thường thường á. Em nói với anh á, nếu anh để càng cao á thì nó sẽ cái cây này sẽ càng bị rợp tán, thì mình cho nó phát triển ra bề ngang. Và bề ngang nếu mà nó giáp tán thì mình phóng đọt lại, là mình sẽ cho cây nó tự điều hòa cái khoảng cách và cự ly của nó cho nó hợp lý. Còn ví dụ như anh để lên dài thì những cái cành xung quanh không ra được. Nhưng mà hồi lúc trước anh cắt thì nó hơi ấy, lúc trước mình cắt nó hơi bị mình không canh được cái khoảng cách của nó hơi quá, nên bây giờ cây là cây chuẩn bị lấy trái, nên em sẽ cắt sơ thôi, không có cắt mạnh như lúc đầu nữa. À, lúc mà chặt này em sẽ cắt những cái cây tạo tán lớn cho anh thì em cắt khác lại. Nói gì cơ bản những cái đầu đọt mà đi vượt lên thì mình cắt đi. Đầu đọt mà nó quay lên nữa hả cháu? Dạ, nó đi thẳng lên á. Cắt cho nó. Nói chung là nó cũng không phải là mình phải cắt chặt chẽ. Chẳng hạn như cành này thì mình sẽ hồi trước xử lý thì nó còn ra ho được nè, nó bị xích chết rồi. Mình sẽ cắt những cái đầu đọt như thế này đi, nghỉnh lên nó, mình sẽ cắt cái sơ vào. Còn những cái cành không có khả năng như những cái này thì mình cắt này. Còn những cái cành mà có khả năng thì mình mới vẫn để.
Chích chích dừa. Thằng nói chung vậy, em dừa cắt cái dừa hướng dẫn cho anh. Những cành mà nó rộp như thế này nè. Tại vì bên ngoài này đã có rồi. Những cái này mình không cần khuyết phải chiều nữa nha. Bỏ luôn. Có cần cưa không? Đưa mượn cưa thôi. Đích đó là thứ nhất mình tạo cho nó thông thoáng để tránh được cái bộ xích bộ đồ nó trú ngụ. Thứ hai là nó sẽ có ánh sáng, nó phân bố nó đều cay hơn, nó sẽ nuôi lại tất cả những cái cành trúng lấp của mình á. Những cành mà gần gần như thế này nó cũng không có tác dụng gì, anh cũng để bỏ luôn. Giờ những cái cành này, những cành mà yếu không có đủ khả năng thì mình cắt đi, còn những cành này vẫn còn đủ khả năng thì mình chừa. Chắc nó không có cân đối nên bây giờ chắc lại mấy cài lại nó hơi khó coi một xíu. Nếu mà từ đầu nó cân đối cây thì xử lý nó rất là dễ. Thì như cái này cành này em cắt đi, em sẽ để những cái cành này nó vươn ra này, rồi ở dưới này lớp này nó sẽ tự vươn ra. Nói chung nó sẽ tự thích nghi với mình, cắt nó mình tự điều chỉnh nó là nó cũng sẽ tự thích nghi với cách điều chỉnh của mình nè. Những cái cành như thế này nè anh, không tại anh biết sao nó bị nứt như thế này không, thường thường nó sẽ ra những cái cành như thế này, nhưng mà anh để này là tình trạng bị bụi xích chết á, cái chỗ này nó bị tổn thương bắt đầu nó sẽ nứt rất ư là nhiều cành, nên mình phải chỉ bỏ lúc cho nó gọn, nó phải cành nào ra cành đó chứ anh không để lung tung như thế này thì thứ nhất dinh dưỡng nó tập trung vô nó đi nuôi tầm bậy hết. Là trước tiên ta hoa mình giờ mình đi mà tạo tán hết một lần đúng không anh? Đúng rồi. Dạ đúng rồi. Tại vì cái này đáng lẽ là anh phải tạo từ đầu. Từ đầu cái cây mình nó sẽ. Thời điểm này là đã phải làm chưa cháu? Đáng lẽ là mình phải làm sớm hơn. Như thế này làm thì nó sẽ hơi quá tay á. Nên bây giờ lỡ cây này con sẽ làm cái kiểu này thôi. Còn những cái cây mà chập nó cây nhỏ mình sẽ tạo từ đầu. Mình sẽ tạo từ đầu cho nó hình dung ra cái thế. Còn như thế này thì cái này hơi quá nên nhưng mà vẫn phải sửa lại. Sửa lại để cho nó hoàn thiện hơn. Thứ nhất con cà này nó cũng hơi khó, không biết sao nó phát triển ra thì gặp bụi chuối, bên này thì gặp cây chanh, nên cà này nó phát triển cũng hơi khó, nó sẽ bị lệch tán. Đó thì những cái cành không cần thiết này, không đủ khả năng này. Mình tự hình dung ra nó từ tự như những cái cây cành cà của mình vậy. Anh tự hình dung ra chứ không phải là tất cả cái cành anh cắt anh phải đều đắn đo và suy nghĩ, anh sẽ hình dung những cái cành cà của mình là cành nào cần thiết mình phải cắt, cái cành nào cần thiết mình phải để. Đó mình sẽ tự hình dung ra. Nói chung làm cành thì nó cũng từ tự như nhau với tất cả các loại cây á. Cái cà anh mà cắt cho thông thoáng ra thì trái nó mới đạt được hiệu quả. Cái bơ nó cũng sẽ tương tự như vậy. Lẽ ra hồi trước á, cái cành này là anh nên cắt đi nè. Nhưng bây giờ cắt thì nó sẽ trống. Đó hồi như anh cắt á, anh cũng nên cắt như này nè. Anh để cành đài nó ra là phát triển nó sẽ đều hơn. Còn anh cắt ở trên đài xong rồi anh cắt tiếp bên này rồi anh cắt bên kia nó rất là nhiều.
thành ra cây nó tập trung dinh dưỡng rất là nhiều cành không cần thiết, cho nên cây phát triển cũng không cành nó không khỏe lắm. Nay là bác điện cho anh Cương ra rồi bác. Ừ, bác điện rồi mà bận, không bận lắm. Thì nó có thằng cu nhà bác vào để nó, nếu mà trực tiếp nó làm chứ còn mình cũng chẳng làm được. Em nó trực tiếp nó làm để cho nó theo dõi chứ không. Cung đi chở cà mất rồi. Hôm qua đóng bởi cho nên bỏ ra đi học bằng hay là ơi, ra đi chở cà rồi, ra đi chở ngon và đỡ. Làm cành như này nếu mà làm là phải đầu mưa anh nhỉ, đầu mưa đúng không? Giờ đầu mưa. Đầu mưa xong nó phát đọt ra khoảng 2 đợt đọt đến 3 đợt đọt. Dạ, là họ làm ho nó là vừa luôn. Đó là vừa. Dạ, còn anh làm bây giờ thì nói chung nó cũng hơi mủ. Nếu bây giờ anh làm xong mà anh để cho đi đọt nữa thì khó muộn có mất. Khả năng mà làm ho được nữa. Muộn. Nó sẽ muộn cái chỗ đó. Tại vì anh biết sao, nếu mà thường thường mình đã tạo tán cho nó là nó hay bị đi đọt cái giai đoạn đó, và số lượng cành còn lại nó sẽ không đủ, là nó sẽ vẫn ra những cái số cành nó sẽ vẫn ra ho nhưng mà nó ra không có đạt yêu cầu như mình mong muốn, nó sẽ ra một ít thôi. Bấm đọt nên bấm từ năm ngoái. Dạ không, đáng lẽ anh bấm sớm hơn, bấm năm ngoái là vừa, như bữa anh bấm hồi năm ngoái là vừa. Nếu mà không bấm đọt từ năm ngoái, năm nay nó còn vừa nữa. À. Tại vì cái đây anh chưa có trái nên anh cũng bỏ bê này. Anh cũng ít chó ngàn tới nó. Để bù xích rồi nó chết rồi. Mỗi lần phun thuốc ớn quá mà. Ớn quá à? Ớn. Ớn quá vậy mình trồng cái khác nha. Trồng cái gì mà không bơm gì hết á. Chỉ trồng người thôi. Chỉ có trồng người thôi không? Có mình anh làm ở đây thôi à? Vâng. Làm công việc này chính, còn những công việc nặng thì cũng có một người ở trong làng làm. À. Không thể làm hết được. Thường thường thì một năm là làm cành này mấy lần cháu? Hai lần cô à? Ừ. Làm thời điểm nào là đầu tiên cháu hướng dẫn? Sau có trái và đầu trái, vừa đầu trái xong làm. Thì con nói cho cô nó cũng tương tự như cây cà sau khi mình thu hoạch. Ừ. Và bắt đầu khi mà hình thành trái xong xuôi. Đó cũng giống như cây cà của mình, nó sau khi mình thu hoạch là mình làm trái không? Trong thời gian trái bắt đầu lớn, đủ tuổi, mình sẽ làm tiếp một lượt nữa. Để cho trái thứ nhất là nó tập trung dinh dưỡng, nó nuôi trái. Thứ hai cho cành chồi rồi thông thoáng, cây thông thoáng nó sẽ tạo những cái lưới cành mới, lưới chồi mới. Còn anh cắt cái này em nói anh á, nếu anh đã cắt thì anh nên cắt gần đây. Chứ anh đừng nên cắt dài. Thứ nhất anh cắt dài, nếu mà gặp mùa mưa chỗ này nó sẽ nứt lên lại thì rất là nhiều cành, rất là mất công. Đó, đây nữa nè, không đó. Anh thả anh cắt xác rồi anh xử lý với nấm bệnh. Còn anh cắt dài thì nói chung nó sẽ mất công của anh rất là nhiều. Rồi mình cắt ở trên xong rồi bây giờ đi dạo xung quanh đó, mình coi thử những cái cành nào mà nó chưa đạt đó. Cắt lại. Dạ, hàng nó vươn ra dữ quá thì mình có khả năng là không chế cái độc nó lại. Rồi. Rồi, nó ra. Màu xanh đâu đấy. Màu xanh. Xuống mình chỉ hình dung, mình nhìn lại, anh kiểm tra lại cái thử những cái cành này nó hợp lý chưa. Đó, những cành mà như thế này là anh pha lại, em nói cho kỹ để anh biết một chút. Có như thế này là anh hơi giác cho trên này không, mình sẽ bỏ nó đi.
mình lấy những cành này, kho thì nó ra những cái nắp này này, đó. Những cành này vượt lên như thế này mình cũng không cần thiết, chỉ bấm bỏ. Ta cũng vậy, không quay lại chuyện này con nữa. Đó. Tương tự. Có những cành này là không có khả năng này, bỏ. Nó teo quá. Dạ, bỏ. Mình làm sớm á là những cành này nó rất là mập. Cái này thì mình làm hơi muộn nên những cành này nó nuôi đa chủ lực là nuôi đọt hết rồi. Nên những cành này nó không có nuôi nữa nên nó rất là còi. Anh làm sớm thì nó mập. Bơ này thường thường là tháng nào thì nó bắt đầu ra bông cháu. Thì bây giờ trở đây là bắt đầu hiện tượng ra hoa rồi đó cô ạ. Giờ cứ phải tính dương thôi. Dương cho nó. Bắt đầu tháng 11. Còn tháng 12 là hình thành rồi đó chứ. Dạ. Giờ trở đây là bắt đầu đó. Giờ đi vào trong cái nước. Cái này là kỹ thuật kể cành, nó còn nước kỹ thuật bón phân tam bón những cái này. Cái đấy phải viết bằng giấy chứ nhớ không nhớ đâu. Lo tí về nhà em viết giấy cho. Cành này có thể nhớ được. Rồi. Đọt mà nó vươn mạnh cái kia có phải bấm liên chứ? Lẽ ra là phải bấm đấy cô à, nhưng mà bây giờ bấm đi thì cây này nó sẽ bị ấy. Nó không. Nó không, cái cây nó bị lỗi cái cây. Nên mình sẽ không bấm được. Giờ để con kiếm cái cây nào nó đúng rồi đấy. Cơ bản con làm nào cái cây nào nhỏ đi cháu. Dạ. Lớn rồi xong rồi nó nhỏ đi.